chào mừng đến với phố ẩm thực, bạn có thể mở nhiều cửa hàng ở đây. Trước tiên, hãy mua sắm nguyên liệu tại siêu thị. Siêu thị. Mình muốn mua những thứ đồ này. Mọi thứ đã sẵn sàng, hãy quay lại và mở một cửa hàng. Tất cả nguyên liệu đã sẵn sàng rồi, bạn có thể mở cửa hàng. Cửa hàng nước ép hoa quả. Cửa hàng nước ép hoa quả đang mở cửa. Nước ép đã sẵn sàng, xin mời. Nước ép đã sẵn sàng, xin mời. Bạn thật tuyệt vời, đã được tặng 10 giây. Các hoa quả đều là nước ép. Nước ép đã sẵn sàng. Nước ép đã sẵn sàng, xin mời. Mức độ khó tăng lên. Nước ép đã sẵn sàng. Nước ép đã sẵn sàng, xin mời. Tốt lắm, đã được. Hết giờ, bạn thật tuyệt, bạn đã kiếm được rất nhiều xu. Đến giờ được học tiếng Anh. Bạn đã kiếm được đủ tiền, tràn vào một khu đất trống để mở. Bạn muốn mở cửa hàng gì? Nhà hàng BBQ. Tràn vào cửa hàng nhà hàng BBQ. Nhà hàng BBQ đang mở cửa. Tràn vào đĩa nướng và chọn nguyên liệu mà khách hàng muốn. Bạn thật tuyệt vời, đã được tặng 10 giây. Wow, hôm nay chúng ta có rất nhiều khách hàng. Mức độ khó tăng lên.
Bạn thật tuyệt vời, bạn đã kiếm được rất nhiều xu.